các bạn về cách sử dụng máy pha Gemilai và máy xay thủ công của bên mình với mình. Thì giá của combo bao gồm một máy pha và một máy xay này hiện tại đã có giá là 25.800.000. Ngoài ra các bạn sẽ được tặng kèm thêm bộ phụ kiện đi kèm, một vài dụng cụ như là cái ống hàn lót, cái đồ nén cà phê. Đồ nén cà phê này nếu như các bạn mua lẻ ở ngoài thị trường, cái này cấu tạo ra bằng kim loại thì giúp cho cái việc trong quá trình làm nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn so với những cái dụng cụ bằng nhựa. Thì nếu như các bạn mua lẻ ở bên ngoài đang có giá là cũng khá là đắt, khoảng 400 đến 450.000 đối với cái nén này. Ngoài ra, ngoài hàn lót và nén ra thì còn có bộ vệ sinh máy và 2 cân cà phê. Bạn sẽ được tặng kèm theo cả 2 cân cà phê nữa. Sẽ là một bộ combo của bên mình. Thì xin được nhắc lại, nó bao gồm có một máy pha, một máy xay thủ công đi kèm với bộ quà tặng đó là hàn lót, nén cà phê, bộ vệ sinh máy và 2 cân cà phê nữa, có giá là 25.800.000 đồng. Đạn thì bộ combo này đang có sẵn tại trung tâm BOSCH. Các bạn có thể liên hệ qua hotline hoặc đến trực tiếp tại công ty để trực quan cái máy mua bộ sản phẩm này. Cảm ơn các bạn.